có hình xăm có thể bị từ chối nhập cảnh hoa kỳ bạn có thể bị từ chối thị thực hay thẻ xanh hoa kỳ vì hình xăm của mình mặc dù hầu hết cái hình xăm đều ổn nhưng một số hình xăm có thể mang đến cho bạn vấn đề tuy nhiên nhân viên hải quan có quyền từ chối cho bạn nhập cảnh nếu họ nghi ngờ hình xăm của bạn liên quan đến các ký hiệu bất hợp pháp như tham gia mafia hoặc băng đảng bạo lực hay đe dọa an ninh quốc gia ví dụ như mạng nhện có nghĩa là ngồi tù lâu thường kết hợp với hình ảnh nhện đang bẫy mồi hoặc tội phạm mắc kẹt sau song sắt thường nằm ở vị trí khuỷu tay hoặc cổ hoặc không có màu sắc sặc sỡ giọt nước mắt một hình xăm có nhiều ý nghĩa với một số người giọt nước mắt là án tù kéo dài một số người khác thì thể hiện người xăm là tội phạm giết người vương miện năm ngôi biểu tượng của nhóm king's latin một băng đảng gốc tây ban nha lớn ở chicago mỹ hình xăm này thường đi kèm với chữ alkn Almighty Latin Kings Nation hoặc hình xăm AB, Iron Brotherhood hình xăm Yakuya Nhật, hình MS-13. Do đó trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ, bạn có hình xăm đáng ngại nên xem xét tất cả các yếu tố khác trong quá trình nhập cảnh, bao gồm mục đích chuyến đi và thông tin cá nhân của bạn. Để đảm bảo quá trình nhập cảnh trôi chảy và không gặp khó khăn, bạn nên chú ý đến ngoại hình và hành vi của mình khi tiếp xúc với các nhân viên hải quan. Hãy cố gắng giải thích ý nghĩa hình xăm của mình trong trường hợp bạn bị thẩm vấn.